Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Lam Nguyễn Thi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Chào bà con, cô bác và anh chị. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn với bà con, cô bác và anh chị cách phân biệt cây bìm bịp thật và giả, tránh nhầm lẫn với cây con khỉ. Ở video này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bác phân biệt cây bìm bịp thật và giả, và từ đó làm cơ sở để các bác thu hái sử dụng cây bìm bịp sau này, đồng thời giúp các bác phân biệt được cây thật và cây giả để yên tâm đặt mua cây bìm bịp bán trên thị trường mà không lo mua phải cây giả. Trong thời gian gần đây, qua phản ánh của một số độc giả về tình trạng quảng cáo bán cây bìm bịp tràn lan trên mạng, nhiều bệnh nhân đã mua phải cây giả làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình điều trị bệnh. Ở video này, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác, các anh chị cách phân biệt cây bìm bịp thật và giả. Trong tự nhiên có một số cây thuốc khá giống nhau với cây bìm bịp. Các bác nên lưu ý để phân biệt, tránh nhầm lẫn khi sử dụng, đặc biệt là biết cách phân biệt cây bìm bịp thật và giả khi đặt mua. Một số cây thuốc có hình dáng gần giống cây bìm bịp. Thứ nhất là cây hoàn ngọc đỏ. Cây hoàn ngọc đỏ hay còn gọi là cây con khỉ. Cây hoàn ngọc đỏ có hình dáng rất giống với cây bìm bịp, lá và thân gần tương tự như cây bìm bịp. Cây còn được gọi là cây con khỉ nên nhiều người dễ nhầm lẫn với cây xương khỉ, tên gọi khác của cây bìm bịp. Một số đặc điểm để dễ nhận biết thông qua hình dáng. Cây bìm bịp toàn bộ thân và lá đều có màu xanh, hoa màu đỏ. Cây hoàn ngọc đỏ mặt dưới lá có màu đỏ, thân cây có màu tím, hoa màu trắng. Thân cây hoàn ngọc đỏ thường nhỏ hơn cây bìm bịp. Và khi phơi khô, cây bìm bịp có mùi đặc trưng là mùi hơi hắc. Và khi phơi khô, cây hoàn ngọc không có mùi vị. Thứ hai là phân biệt cây bìm bịp và cây dâm bụt hoa nhỏ. Cây dâm bụt hoa nhỏ cũng có hình dạng tương tự như cây bìm bịp, đặc biệt là loại cây này cũng có hoa màu đỏ, nên rất dễ bị nhầm lẫn. Cây dâm bụt hoa nhỏ thường mọc ở các bụi rậm quanh nhà. Đây là cây sống lâu năm. Thân cây lớn hơn cây bìm bịp, lá có nhớt. Lá cây dâm bụt hoa nhỏ lớn hơn lá cây bìm bịp. Và đây là một số hình ảnh phân biệt giữa cây dâm bụt hoa nhỏ với cây bìm bịp. Mời bà con, cô bác và anh chị quan sát lên hình. Ngoài ra, chúng tôi cũng lưu ý với bà con, cô bác và anh chị khi đặt mua cây bìm bịp. Để tránh mua phải cây bìm bịp giả, chúng tôi khuyến cáo mọi người nên tìm mua ở các cái địa chỉ uy tín. Đặc biệt nếu mua ở các địa phương thì bà con, cô bác và anh chị hãy mua ở những nơi mà có người thân sử dụng trước thì càng tốt. Nếu đặt hàng online thì bà con, cô bác và anh chị lên quan sát kỹ phần bình luận ở phía dưới bài viết sản phẩm nào có lượng người dùng bình luận càng nhiều, càng đánh giá chất lượng tốt, bạn nên ưu tiên mua ở những gian hàng này. Một số gian hàng chưa có rõ thông tin, chưa nắm chắc được chất lượng cây thuốc thì bạn tuyệt đối không nên mua. Để biết thêm thông tin chi tiết, hình ảnh cây bìm bịp và để tránh phải mua phải cây bìm bịp giả, thì bà con, cô bác và anh chị có thể liên hệ với Thảo Dược Thuốc Lam Nguyễn Thi, nay thuộc công ty Thảo Dược số 1, số điện thoại 0982 957 282. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác, các anh chị cách mua được cây bìm bịp đúng chất lượng, tránh phải mua hàng giả, vừa tốn kém vừa không có tác dụng chữa bệnh. Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ giúp phân biệt cây bìm bịp giả mà chúng tôi đã chia sẻ với các bác, các anh chị. Mong rằng cái video này sẽ giúp ích cho bà con, cô bác và anh chị trong việc lựa chọn cây thuốc để chữa bệnh. Chào bà con, cô bác và anh chị. Chúc bà con, cô bác và anh chị có một sức khỏe tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.